Quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído. Xin chào các bạn quay trở lại với Bốc Guppy Channel. Và hôm nay mình giới thiệu các bạn dòng cá đây rất là đẹp, rất là hot trên clip này. Đó chính là dòng Metalulay. Đây các bạn hãy xem trên clip. Một màu xanh nhẹ nhàng kèm theo những hoa văn trên người rất là đẹp. Dòng cá này hiện tại thì bên mình đang ra một lô rất là đẹp. Cá rất là chuẩn như là clip. Đó các bạn hãy xem. Thì hiện tại dòng này bên mình đang sale là 100k một cặp. Thì những quá đơn ship tỉnh thì mình ship từ 300k trở lên thì mình sẽ nhận ship tỉnh tất cả tỉnh thành trên cả nước. Các bạn muốn thêm thông tin thì có thể liên hệ số điện thoại, Zalo hoặc là fanpage của mình. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúc các bạn một cuối năm thật là vui vẻ, thành công, tốt đẹp. Xin chào. Nhớ like và subscribe kênh của Bốc Guppy nhé. Cảm ơn.